mình quay test một cặp micro UHF ha, tần số 740.3 đến 755.3 MHz ha. Đây, đây là cái bộ micro nè ha, chất liệu là nhôm nghiêng khói ha, có nút set tần số nè, đây có màn hình hiển thị nè, hiển thị dung lượng pin, hiển thị dung lượng pin thật nha. Rồi đây mạch thu, mạch thu là sử dụng điện áp 5 đến 9 V, ok chưa. Rồi kèm thêm hai cái ro anten. Thì ở đây test trên cái bộ mạch đặc biệt gọi là bộ mạch DB Revert ha, có hai ngõ vào, sử dụng đến 4 tay micro. Giờ mình sẽ tiến hành test về cái âm thanh của cái bộ cặp micro này ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9